Làm một bức tranh sơn mài truyền thống Việt Nam thì sẽ như thế nào? Hôm nay cùng mình đến thăm một xưởng làm tranh sơn mài nha. Để làm một bức sơn mài, ta cần có một cái tấm vóc đen dày dặn như thế này để vẽ. Đây là các kích cỡ của bút thép. Cái này mà dùng để nhuộm tóc cũng khá hay đấy nhỉ. Cành rán và sơn then sẽ dùng để pha màu cùng với những cái màu bột sơn mài như thế này. Riêng màu đỏ thì sẽ gọi là son nha. Đây là cái mo để trộn màu. Và giờ thì dùng găng tay vì vẽ sơn mài sẽ bẩn và dính lắm đó. Trời ơi, nhìn bà chị vẽ mê quá. Ngày xưa mình cũng được học đấy, nhưng mà vì dị ứng nên mình đã nghỉ một thời gian. Đây là các thép bạc để gắn lên tranh này. Ai giàu thì có thể dùng vàng để gắn nha. Đây này, mọi người thấy mình say say có điêu luyện không? Và sau khi vẽ xong một lớp thì mọi người lại đem vào phòng ủ nha. Và giờ cùng mình đi tham quan xưởng một chút. Đây này, vàng khi dán lên nó sẽ thế này nhá. Còn đây là vỏ trứng này. Đây là vỏ chai, vỏ báo ngư, một số chất liệu. Và chị mình thì tiếp tục lấy tranh khác ra để mài. Sơn mài phải mài nhiều lần lắm. Mọi người cứ vẽ xong một lớp sau đó ủ này, ủ khô sau đó mới mài. Nói chung là mất rất nhiều thời gian. Mọi người sẽ dùng giấy ráp nha. Sau đó cho nước vào và mài như thế này. Đây là làm sơn mài khá là mệt, tốn tiền và tốn thời gian, thế nên giá trị rất là cao.